Hello, hôm nay là ngày 5 tháng 3 2022, 4:53. Mình xin làm cái video. Hôm nay là cái trận chiến giữa Ukraine và Putin ngày thứ 8. Trận chiến càng ngày càng ác liệt. Giờ cho bên Nga thì mỗi ngày nó lại càng tấn công vô nhiều hơn. Đây là một trận chiến ở một cái thành phố Enhoda, là bên Nga nó thả bom và nó bắn phi đạn vô. Thì đây là một cái chiến trường đang xảy ra trong quý vị coi, đây là những khối và những cái hư hại nổ rung chuyển cả một cái thành phố. Thì đây là cái tội ác của Putin tiếp tục. Hắn đã vào ngồi lưng cọp rồi, hắn không có xuống được nữa. Hắn xuống là hắn sẽ chết, bị phạt đủ thứ chuyện hết, bị bắt xử tội là tội ác chiến tranh. Đây là một cách gian ác của một cái tên nào là gọi là không phải là độc tài mà gọi là bạo chúa. Đây là hai bên đang bắn qua bắn lại đó, nhưng mà bên cái quả lực của bên Nga đó nó rất là mạnh đó, nó bà thả bom và nó bắn phi đạn vô, quả tiễn vô. Thì bên Ukraine thì bên phòng phải chữa, phòng phải đánh, còn bên kia thì nó chỉ đánh thôi, còn bên này phải đỡ, vừa đánh vừa đỡ vừa chữa luôn. Đây quý vị coi, đây là chó rồi chạy luôn. Đây, cái trận chiến này chắc là mình ở đó là ngay cái chiến trường đó rất là khủng khiếp lắm á, những cái khói mà nó lên như vậy đó cũng là kinh khủng lắm, chẳng phải giỡn đâu. À, đây là một cái thành phố Borodianka cách thủ đô Kiev 60 cây số. Đây là một cái chiến cuộc ở đây tiếp tục nữa, đây là hầu hết các nơi đây là khói lửa tàn phá những cái khu dân cư đó, gọi là chung cư của người dân ở. Nó bắn vô thì nó bắn quả ra đầu đạn vô, nó bắn bom vô thì nó đâu có biết đâu là đâu đâu, nó bắn bừa vô thôi, nó đụng đâu nó bắn đó. Bắn bừa vô là chết dân, phá hết bệnh viện, người ta cũng bắn hết những cái tòa nhà dân cư chung cư này, nó bắn cái lửa còn đang cháy. Chỗ này thì làm sao mà chữa cho kịp, hết cái này tới cái kia nó bắn. Mà bây giờ đó thì giờ thế giới thì bên Mỹ thì cũng yếu yếu xìu xìu, nước bắt lại tự nhiên cũng xìu xìu, không có đáp ứng cái lời kêu gọi của tổng thống của Ukraine mà đặt ra một cái vùng cấm bay để cho hạn chế cái máy bay của Nga nó quan tạc. Thì cái bầu trời hiện nay thì bên Nga thì nó có thế thượng phong hơn, bên Ukraine thì không có máy bay bao nhiêu hết. Thành ra bây giờ tổng thống Ukraine thì đây là cái quân đội của Nga, đây là những hình ảnh cái phim phim mà quay lại, nghĩ đây là cái sau khi quân đội của đây là quân đội của Nga nè. Đây là cái chiến trận ở Borodianka. Đây là quân Nga đã đang đi di chuyển vô đó. Là xe tăng xa nghĩ này nó chở người với lại nó chở hậu cần, nó chở cái đồ hậu cần nó bịt bùng nó che lại đó, trên đà nó tiến vô. Nó là một việc cương quốc mà việc quân sự mà nó đánh một quốc nhỏ mà đã đánh tới giờ này mà nó cũng chưa có được thắng, cũng tổn thất là nặng nề. Bên Ukraine thì yếu hơn nhưng mà vẫn tiếp tục đánh. Đây là nó bắt cái cầu tạm đó, qua con sông tự nó bắt lên để đi qua ha. Hay là cái này cũ hồi trưa xưa mình cũng biết nữa, là cái cầu ngắn đó, cầu như cầu phao vậy đó, mình nghĩ là nó bắt á, công binh của Nga nó bắt qua đó, cầu phao đi xa rồi nó qua luôn cái cầu đó, đường đó cầu nhỏ nhỏ mà cũng cứng dữ.
cancerous spotted in Ukraine with the Đây là cái vũ khí mà Nga nó bỏ lại hai ngày trước là quân Ukraine lấy lại. Đây là cái súng mà bắn phòng không đó, nó bắn máy bay đó, thì bỏ lại thì quân Ukraine là lượm lại, cũng còn rất là mới, hai ngày trước. The Ukrainian military published a video showing the Pantsirs anti-aircraft missile and gun system in their arsenal. Judging by the video footage, it is activated since the equipment is working inside it, although the complex is in a passive state. On the presented video frames, you can see that the complex does not have any visual damage, and therefore quite a lot of questions arise regarding how the ZRPK ended up in service with the Ukrainian army. At the same time, at the moment, giống như radar, nó quay vòng vòng chạy radar, nó giờ là đi lính thì chắc biết cái đó, mình không biết rằng nó đạn nó bắn cũng dữ à. In turn, experts doubted that these weapons Nga nó bỏ lại bên này lùm bắn lại nó. Even if the armed forces of Ukraine received this complex from abroad, the Ukrainian military is unlikely to be able to effectively manage it, since the training of the Ukrainian military was not carried out. Nevertheless, it is possible that mercenaries who are actively deployed to Ukraine have experience in managing the Pantsirs air defense missile system, notes the analyst Avia.pro. Này nó bắn như quả tiễn luôn nha. Đây là những cái súng mà quân Ukraine nhận được để chống xe tăng đó. Giờ lại bóng những bắn máy bay trực thăng thôi, chứ máy bay chiến đấu ở xa mà nghĩ bắn cái này nó bắn chỉ có như là 2.5 km à. 2.5 km thì máy bay Su, máy bay phản lực nó bay chắc. Khi xuống thấp thì bắn được, cho cao thì chắc bắn cũng khó bắn. Trực thăng thì nó đổ bộ rồi nó bắn thì nó gần, cái này nó bắn hiệu quả. Ukraine cũng nhờ cái súng này lắm á. Giờ Mỹ đưa qua Stinger, như là bên Đức nó cũng đưa qua 1.500 cây. Cái áo vàng, cái tay mà đeo cái dòng cái miếng vải màu vàng đó là quân của Ukraine đó. Cái này tiếng mà nó không đọc được, nó nói cái tiếng cũng không hiểu được luôn. Còn cái giải mà màu đỏ đeo lên tay là quân của Nga. Mình cũng mong sao mà cho cái kết thúc cái chiến tranh này đi. Đây là những cái xác chết á, của Nga nó bỏ lại nhưng mà nó làm mờ đi á, tại vì nó có thể vi phạm. Không có để sắc chết. Đây là xe của Nga, lính của Nga chết bỏ lại. Này bắn ha, nó bắn cháy thành màu vàng luôn. Đây là chiếc chiến xa của Nga bỏ lại đây. Đây, cái này là chiến xa của dữ tượng ha. Nó chiến xa này còn dữ tượng rồi, thời Việt Nam Cộng Hòa mình đánh là Cộng sản rồi đó, là cái M18. Oh no, M48 nhé. Rồi cái 113. T-54 được của Việt Cộng. Hồi xưa trước nhà mình là T-54 nó vô trước nhà, nó đậu luôn ngay cái đường quốc lộ 11 đi Đà Lạt á. Đây là lính của Nga đó mà nhảy dù đó. Thì đây là trực thăng để nó đưa quân. Cái này là cái video từ bên Nga đó. Bên Nga nó đưa ra đó, thì cách nó di chuyển lính dù của nó để đi đổ bộ xuống. Đây là nó mang dù, nó quay chuẩn bị đi lên máy bay. Này chắc này sang cấp sĩ quan á, rồi cái nón khác rồi mấy anh kia một chút. Đó, quân Nga đó, cái băng đỏ là Nga, băng vàng là của quân Ukraine. Hồi xưa ra đi lính dù Việt Nam đã thấy cảnh này chẳng nhớ lại nha. Hồi xưa lính dù cũng đi nhảy trực thăng nhảy xuống. Được Nga giờ nó chết hai nhiều tướng. Ngày đầu thì nó cũng chết cái vùng biên giới của
Belarus, giáp đá mấy.